Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Lại là mình, Vũ Lít đây. Và chào mừng các bạn đã tới với phần tiếp theo của tựa game Raegon City. Và nếu các bạn cảm thấy thích cái trò chơi này thì đừng quên bỏ lại cho mình một like, cũng như là đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình nha. Đó chính là cái động lực rất là lớn giúp mình làm thêm những cái video tiếp theo hay hơn. Ok các bạn ơi, thì cuộc đua mới đã tới, niềm vui mới cũng sẽ lại bắt đầu. Và nếu các bạn muốn mình làm cái cuộc đua này thì nhớ bấm like để ủng hộ cho mình. Hồi nãy như mình nói rồi hay sao ấy, nhưng mà bây giờ nói lại, lời nói không mất tiền mua nó đi, nói lại cho vừa lòng nhau. Rồi, và cũng gần một tháng rồi kể từ cái cuộc đua gần nhất thì mình chưa có chơi. Cuộc đua lần trước thì mình có chơi bên kênh Cá Mòi, nhưng mà giờ kênh Cá Mòi đi rồi ông giáo ạ, nên là mình quyết định là mình sẽ quay ở kênh Vũ Lít luôn. Bởi vì là mình thấy cũng có vài bạn nhắc nhở mình là cuộc đua tới rồi, để xem là anh em có thực sự là ủng hộ hay không. Còn nếu như mọi người không ủng hộ thì mình vẫn sẽ đua thôi. Còn nếu như mọi người ủng hộ nữa thì mình sẽ gọi là chơi thêm cả mấy cái phần ngoài lề nữa. Có nghĩa là ngoài đua ra thì mình sẽ chơi thêm cả mấy cái phụ nữa nha anh em. Ví dụ như là review rồng hay là một số cái khác. Còn nếu như mà mọi người không ủng hộ lắm thì mình sẽ đua để lấy con Heroic lần này. Sau đó chúng ta nghỉ. Mình cũng chả nhớ là con Heroic lần trước là mình có lấy hay không nữa. Hình như là có hay sao ấy. Nhưng mà hôm nay cuộc đua mới lại bắt đầu rồi, nên là tranh thủ anh em ơi, tranh thủ lấy rồng. Ủa, mà cái này mình đã hoàn thành cái gì đâu mà sao nó cho mình nhiều đồ vậy? Mấy cái object này này, đừng có nói là của cái sổ sứ mệnh của cái Divine Pass lần trước nha. Bởi mình thấy là cái Divine Pass lần này nó vẫn còn 11 ngày nữa. Thì mình đang không biết là có nên mua hay không anh em ạ. Để xem đã, cái gì bây giờ cũng phải để đấy các bạn ạ, chứ không thể nào mà vội vàng được. Ô sao nhiều 10 game vậy? Mới có mười mấy ngày không vô thôi mà nó cho mình quá trời quà luôn anh em. Rồi hôm nay lại tiếp tục là điểm danh. Nhận một con Seberi. Seberi này là giống kiểu con chó ba đầu ở dưới địa ngục đấy anh em. Giống con Sibirus. Chính xác là như vậy. Rồi. Thì hôm nay lại điểm danh lại ngày 1 thôi anh em. Và chúng ta sẽ bỏ qua mấy cái này. Ủa cái gì thế này? À, lại thêm một con Ascendant mới à? Và mình cũng chưa biết là con rồng Heroic của đợt này là con gì nữa. Ồ, từ từ nha. Con này là con khác anh em ạ. Chứ đâu vậy là cái Divine Pass cũ là mình chưa có mua. À, chưa có làm gì luôn đấy anh em. Cái này là một cái Divine Pass hoàn toàn mới luôn. Và nó sẽ có hai mức giá. Hình như là con này là 500k hay sao ấy. Nếu như mọi người ủng hộ thì mình sẽ quất luôn cho anh em xem. Quá xịn luôn. Lấy 500k và chơi cho nó rộn ràng luôn ha. Nếu như clip này đạt được 1.000 like đi thì mình sẽ quất cái gói này. Con này chắc 500k. Bạn đã biết giá con này bao nhiêu? Bởi mình chơi ở trên đây thì nó không cho biết giá. Nếu mà chơi trên điện thoại ấy thì mình sẽ biết được là cái gói này bao nhiêu. Nó ra một con Heroic à? Từ từ, con này là Heroic à? Ủa ơi, Heroic luôn anh em. Thần đấy anh em, hai Ascended Supreme à? Cái này như là gọi Supreme hay sao? Supreme Raegon Ascended Supreme Raegon. Đấy, nếu mà gọi đúng là chắc là như thế. Chả biết đánh vần có chuẩn hay không. Nhưng mà con này nhìn có vẻ bánh cuốn đấy. Đấy, thì anh em ủng hộ mạnh mẽ thì mình sẽ vụt luôn cái quái này nha các bạn. Vậy là cái sổ cũ thì mình đã bỏ qua một con kiểu một con thần rồi anh em. Mà con thần đấy thực ra mình cũng không thích lắm, nên là mình cũng không có mua. Chứ nếu mà mình mà thích thì mình đã mua rồi. Rồi, để xem cuộc đua nào. Ôi, con Heroic lần này đẹp ấy chứ. Thực ra thì nhìn nó đơn giản đúng không? Mình nhìn thấy nó có vẻ khá đơn giản. Nhưng mà được một cái ấy, là con này nó phải nói như thế nào ta? Con này nó nhìn nó đơn giản nhưng nó đẹp. Nó không quá cầu kỳ á. Không quá cầu kỳ và không hoa mỹ. Cái gì? Hai Heroic Raegon. Tại sao nó lại có một cái tên như thế? Thực sự là mình khá là tò mò con này đấy anh em. Không biết là anh em có tò mò con này không, nhưng mà mình thấy khá là tò mò. Tại sao nó lại tên là hai Heroic Raegon ta? Các bạn nào tò mò với cái tên của nó thì chúng ta sẽ cùng đọc qua một chút xíu về tiểu sử con này đi. Hiện tại là mình chỉ thấy là con này nó có 4 hệ thôi. Là hệ Primal, hệ Băng, hệ Vô Cực cũng như là hệ Thời Gian. Và đọc qua một chút về tiểu sử của nó. Những bậc thầy về rồng có kinh nghiệm có thể nhớ đến con rồng anh hùng đầu tiên, rồng Fenrir cao cấp. Gia đình anh hùng đã trải qua một chặng đường dài kể từ đó, và sau nhiều năm tiến hóa, á thần sói của bạn đã đạt đến hình dạng cuối cùng là rồng anh hùng tối cao. Ủa, con này là sự nâng cấp của con hai Fenrir anh em.
mới gọi con này không nhỉ? Con này nhìn nó đâu có giống con hai Phân Yên lắm đâu nhỉ? Và con này thì nó có sát thương là 8150 nhá. Thứ hạng cho tổng số tất cả con rồng của nó là 122. Và cát 11 cũng như là Heroic thì nó đứng hạng 27. Đấy thì cát 11 thì chỉ có Heroic thôi nên là mình gói gọn vào luôn. Thì anh em thấy con này dựa trên thang điểm 10 thì các bạn chấm con này mấy điểm hãy comment ở dưới cho anh biết nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cuộc đua. Mình bắt đầu cuộc đua hơi chậm so với người ta đâu đó tầm 1-2 hôm. Nhưng mà không sao anh em ạ. Có chí thì nên vượt qua thôi, vẫn là tiếp tục là sóng gió phủ đời trai đua Heroic nhờ bạn gái. Mình sẽ nhờ Uyên đua phụ mình nha. Chắc chắn là mình nghĩ là nếu mà Uyên đua thì chắc chắn là kịp ấy. Uyên kêu là Uyên đua kiểu cày chay thì kinh lắm. Vua cày chay mà anh em. Tại mấy lần trước là Uyên đua cho mình thì gần như là không dùng game luôn. Còn bây giờ thì ngày xưa mình đua thì mình tốn game lắm. Tất cả là bây giờ thì mình cũng đang dành dụm tiền. Thì như mọi người biết đấy là mình đã nói về cái clip buổi sáng rồi, là mình đang để dành dụm tiền để làm một số chuyện cho tương lai của mình. Nên là mình cũng không có đầu tư như ngày xưa đó, không có đầu tư quá nhiều nữa. Nhưng mà nếu mọi người ủng hộ thì mình vẫn đầu tư nhá. Ví dụ như là cái này, nếu như clip đạt được 1000 like thì mình vẫn sẽ vụt cái gói này cho anh em xem. Đấy, nên là anh em thực ra nhá, là các bạn bấm like nhiều thì mình có đề xuất. Và mình có đề xuất thì cái kênh của mình nó sẽ có tương tác. Và kênh có tương tác thì mình sẽ có thu nhập. Và từ dựa trên những cái thu nhập đó thì mình có thể sử dụng để mình nạp vào game để mình mua vật phẩm. Thực ra thì những cái số tiền mà mình kiếm được từ lợi nhuận YouTube thì mình đều đem vào và mình ủng hộ lại cho game thôi. Đấy, cho nên là khi mà mình mà có gặp bất cứ một cái biến cố gì mà liên quan đến tiền bạc ấy, thì mình cũng chả ngại gì đâu anh em. Vì là cái số tiền mà mình kiếm được thì mình cũng đã đổ hết vào game rồi. Đấy, cho các bạn xem hết rồi. Chứ mình cũng chả kiếm được xu nào. Thực ra thì có kiếm được, nhưng mà nó là những cái lĩnh vực khác chứ không phải là từ những cái clip, nên là mình cũng chả có gì phải ngại hết á. Rồi chúng ta sẽ finish luôn đấy. Rồi mới nói xong mà lại quên là xài tiền nó hơi vô tội vạ đấy. Ở đây đang có xem quảng cáo là nhận mấy cái này này. Thực ra thì mình cũng khá là thích Dragon City đấy anh em. Thì hồi mà mình có quay Dragon City thì cũng khá là nhiều bạn hỏi mình là sao không làm Dragon City nữa. Thời điểm mình làm bên kênh cá mòi ấy, thì có khá là nhiều bạn hỏi mình là sao không làm nữa. Nhưng mà thực ra thì mình vẫn làm ấy, nhưng mà mọi người không ủng hộ thôi. Bây giờ mình làm ở lại kênh này thì hy vọng mọi người vẫn ủng hộ nha. Còn nếu mọi người không ủng hộ nữa thì mình sẽ chỉ quay ở cuộc đua thôi. Mình cũng khá là thích mà. Nếu như mà mình chỉ chơi ở những cái thời điểm mà cuộc đua nó ra đấy, thì mình sẽ có thời gian nghỉ. Và khi mình có thời gian nghỉ ấy, thì mình sẽ chơi nó một cách rất là thoải mái anh em ạ. Chơi cực kỳ là thoải mái luôn và sẽ không bị gò bó hay là bó buộc là mình sẽ phải làm thế này hay là mình sẽ phải làm thế kia. Nên là mọi thứ nó ok, không đến nỗi tệ anh em ạ. Còn nếu như mà hôm nào mình cũng ra một clip, hôm nào mình cũng ra một clip ấy, thì mình sẽ bị một cái là làm nó sẽ bị kiểu, thứ nhất là bí ý tưởng, thứ hai là cũng nó có vài cái à, chơi đi chơi lại thôi, nó không có gì khác nhiều ấy. Nên là mọi người sẽ kêu là ui dồi, sao có mấy content review rồng, xong rồi cái up rồng có làm đi làm lại hoài thế. Thì cái game này nó chỉ vậy thôi anh em ạ. Nên là không thể nào mà làm được cái content khác. Đôi khi là mình cũng rất là muốn làm những cái content khác nhưng mà không được ấy chứ. Được thì mình cũng làm thôi chứ mình có tiếc cái gì đâu. Bởi vì là làm cái content gì mà nó được càng nhiều view thì càng ổn mà, đúng không? Đấy, thực ra thì view có thì tốt, không có thì không sao. Nhưng mà mình đã thích làm theo ý của mình hơn là cái việc là phải làm thế này, làm thế kia. Kiểu nhiều bạn kêu là làm mấy content diễn đấy anh em. Thôi, diễn thì em xin nhá, bởi vì là mình không phải diễn viên chuyên nghiệp. Có cái gì thì mình nói nấy thôi, chứ mình không có diễn được anh em ạ. Đấy, làm mấy cái diễn đấy thì nó cứ bị cancer, bị ung thư kiểu gì á. Mình làm nó không phù hợp với cái phong cách của chị. À nhầm, không phù hợp với phong cách của mình anh em ạ. Nên là mình quyết định là mình không làm mấy cái diễn đấy thôi. Còn nếu bạn nào thích thì vẫn có nhiều người họ làm về mấy cái đấy á. Nên là anh em có thể ghé qua và xem họ làm. Mình thì mình chịu thôi anh em ạ. Đây thì hiện tại là con rồng mạnh nhất của mình vẫn đang là con 2 Kama Regan nhá. Mình đang cố gắng gọi là kiếm cho cái con này của mình thêm mảnh để lên được 5 sao anh em ạ. Hiện tại là cái bang của mình cũng chuẩn bị hoạt động lại rồi. Đây con này này. Ui còn 11 ngày nữa hả? Ascendes Return. Ô con này mình có hả? What the hell? À nó có cái sự kiện quay trở lại của mấy con rồng này nữa hả? Mà 11 ngày. Mà đánh mấy cái này có được cái gì không nhỉ? Chả biết, mấy con này nhìn ít máu quá. À quên, con tăng pha giới của mình lên max cấp rồi. Nên là mình cũng không cần phải luyện cho nó nữa. Cái này để làm gì vậy? Cái này mới nha. Cái đấy thì mình thực sự là mình không biết nó là cái gì. Nhưng mà đánh mấy cái này thì mình sẽ sử dụng cái con này đánh cho nó nhanh anh em. À đánh strong luôn này.
nấu cho mày bát cháo luôn. Đấy, sao nó khỏe vậy? Cái con này có tuyệt chiêu giống con huyền thoại người rơi ghê á. Mình chơi cái là mình có cảm giác là khá là giống với huyền thoại người rơi luôn. Mình sẽ xài một số chiêu khác đi. Sky Cutter, cắt nửa bầu trời. Và cú tát của thế kỷ à, cú tát thế kỷ. Khá là bá đạo trên từng hạt gạo. Hiện tại là mình cũng gần làm xong hết tất cả các nhiệm vụ ở trong cái mấy cái này rồi. Ui, cái này còn con này với con này nữa là xong rồi anh em. Tính ra là mấy cái nhiệm vụ hôm nay mình cũng gần như là xong rồi. Với cả là cái nhiệm vụ ở trong cái language á. Mấy cái language thì mình làm cũng gần xong rồi. Ôi như mình... Ồ, mình vẫn chưa bị kích nhưng mà member vẫn 20 trên 20 à. Trời ơi, mọi người vẫn chưa out clan à. Bởi vì là như mình đã nói ấy, là mấy lần trước ấy, là một mình sẽ nghỉ một thời gian. Nên là nếu bạn nào mà không muốn đi lấy con rồng legend mới 5 sao ấy thì các bạn nên out clan đi. Ai ngờ vẫn 20 trên 20 ạ. Mọi người vẫn ở lại cùng với mình rất là cảm ơn mọi người nha. Thì tương lai chắc là tất cả những người ở trong bang của mình chắc không lấy được con rồng đấy 5 sao đâu. Ủa cái gì đây? Sao lại có phân tách rồng ở đây? Tương lai thì chắc là cả cái bang của mình sẽ không lấy được con rồng legend đến 5 sao đâu, nhưng mà không sao. Ai cũng sở hữu cho mình những con rồng xịn rồi. Nên là vấn đề lấy rồng 5 sao nó chắc cũng không quan trọng lắm đâu. Đấy, tính ra mình đua cũng nhanh ấy nhỉ. Win Battle Language. Nếu như là hồi trước ấy mình đua nhá thì cái ngày đầu tiên đấy là mình sẽ vượt qua được đâu đó tầm 4 anh em ạ. Thực sự là hồi xưa nếu mà mình đua đúng phong cách của mình hồi xưa ấy, thì mình sẽ vượt qua được 4 à. Ở 4 lap trong cái clip đầu tiên. Cái con này là con Robin này, con Pooper Dragon này, là con rồng 5 sao mới nhất của mình ấy. Bạn nào mà chưa biết thì các bạn có thể ghé qua bên kênh Cá Mòi để xem. Nhưng mà phải nói như thế nào ta? Bây giờ mình thiếu trái cây quá, mình không đủ trái cây để cho mấy con rồng này nó lên 5 sao đấy anh em. Nên là mình cũng đang khá là suy nghĩ về nước Mỹ. Ồ, thanh niên ở Việt Nam này. Hộ vệ 002. Tên nghe chính á. Đấy. Thì hiện tại là mình cũng đang hơi thiếu. Nên là mình cũng nghĩ là đang nghĩ đến việc mà sẽ phải nạp vào. À đây, từ từ, thế thì mình sẽ cho con Pupple đi farm này đi. Trời ơi, hồi nãy mình không biết anh em ạ. Pu, đây. Pupple, rồng tím anh em ạ. Con này khá là xịn nha. Dạng rộng ấy, không phải dạng vừa đâu. Ok, mạnh chưa? Đấy, tầm này cứ luyện cho mấy con này thôi. Và nhiệm vụ là thu hoạch trái cây. Nên là mấy cái nhiệm vụ này cứ làm từ từ thôi. Hiện tại thì mình đua thì cũng không bằng ai. Nhưng mà dáng mà đạt tới lap 15 anh em ạ. Thử thách bản thân là để xem là còn 8 ngày nữa cho 13 lap. Không biết là có kịp hay không. Nếu không kịp thì lại phải dùng game thôi anh em. Nhưng mà mình nghĩ là với cái khả năng đua của Uyên thì kinh nghiệm đua nhiều ấy. Nên là chắc là vẫn thắng đấy nha anh em. Hồi nãy chưa có review qua về mấy cái nước đua. Có hai thanh niên nước Mỹ, hai thanh niên Brazil, một thanh niên Chile. Cờ này là ba thanh niên nước Mỹ chứ. Avin Tài là cờ này Singapore à anh em. Cờ này là cờ gì mình không biết nha. Hình như thanh niên này người Việt Nam hay sao ấy chứ. Avin Tài hay Avin Tài. Đặt cái tên này nhìn hơi giống. Thanh niên này là Mr. HT, Mr. Beat. Đấy, thì tạm thời thì khi mà các bạn đạt được lap 1 thì các bạn sẽ nhận được con rồng Heric. À, đạt top 1 các bạn sẽ nhận được con rồng Heric nhá. Và các bạn phải vượt qua lap 5, các bạn thấy không? Điều kiện để nhận được con rồng này là những đây là những người đua chất lượng này, là vượt qua lap 5 thì và top 1 thì các bạn sẽ nhận được con này nhá. Còn nếu như mà các bạn mà đạt không được top 1 thì các bạn phải đạt lap 15 các bạn mới nhận được con rồng này. Đó, khá là khó đúng không? Nhưng mà không gì là không thể. Nói chung là cũng rất là cần thời gian đấy. Rất là cần thời gian và công sức để đua đấy anh em. Rồi, và chắc là mình sẽ tạm dừng cái clip đây nhá. Và nếu các bạn cảm thấy thích cái series này, đừng quên bỏ lại một like cũng như là đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình. Đó là động lực rất là lớn cho mình làm thêm những cái video tiếp theo hay hơn. Còn bây giờ thì xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn những clip tiếp theo của mình nha. Bye bye.